Suông thì là tiếng Hàn thì không bị suông, cho nên là có những chỗ mà không suông thì là cô bị sát cái tiếng Hàn nghe. Cô đọc lại câu này ha. Cái áo này, cái việc mặc nó vì là bất tiện nên là tôi không mua. Rồi, cô đọc câu tiếp theo. Chúng mình đi xe buýt nhé. Chúng mình đi xe buýt nhé. Bạn kia mới trả lời. Không. Ở đây. Ở đây. Cái việc đi xe buýt hơi bất tiện. Không. Ở đây, cái việc đi xe buýt hơi bất tiện. Chấm. Nên là hãy đi tàu điện ngầm. Nên là hãy đi bằng tàu điện ngầm. Cô đọc lại ha. Chúng mình đi xe buýt nhé. Bạn kia mới bảo không. Ở đây, cái việc đi xe buýt hơi bất tiện. Hơi phức tạp nha cô nhỉ. Hơi phức tạp. Không. Ở đây, cái việc đi xe buýt hơi phức tạp. Chấm. Nên hãy đi bằng tàu điện ngầm. Rồi câu tiếp theo nhé. Bạn thường xuyên nấu ăn không? Bạn thường xuyên nấu ăn không? Bạn kia mới trả lời. Không. Tôi không thích cái việc nấu ăn. Không, tôi không thích việc nấu ăn. Thường xuyên nấu ăn không, bà kia mới bảo là không. Tôi không thích cái việc nấu ăn. Không, tôi không thích cái việc nấu ăn. Rồi, câu tiếp theo. Không, tôi không thích cái việc nấu ăn. Rồi bây giờ tới những ngữ pháp làm thử ngữ pháp ư rơ và ư rồ cô. Cái câu gì Thế An? À, bạn thường xuyên nấu ăn không? Bạn kia mới trả lời không. Tôi không thích cái việc nấu ăn. Mình không thích nấu ăn đấy. À. Không, tôi không thích cái việc nấu ăn. Rồi, câu tiếp theo nhé. Bạn đi đâu đấy?
Bạn kia mới trả lời: tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Bạn đi đâu đấy? Bạn kia mới trả lời: tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo. Mình cùng nhau đi đến siêu thị để mua quần áo nhé. Mình cùng nhau đi đến siêu thị để mua quần áo nhé. Mình cùng nhau đi đến siêu thị để mua quần áo nhé. Bạn kia mới trả lời: vì tôi nhớ chưa nhận tiền lương nên chưa có tiền, nên không có tiền. Vì tôi nhớ chưa nhận tiền lương nên không có tiền. Tuần sau mình đi nhé. Vì bây giờ tôi chưa nhận tiền lương nên là không có tiền. Vì bây giờ tôi chưa nhận tiền lương nên là không có tiền. Tuần sau mình đi nhé. Tuần sau mình đi nhé. Tuần sau mình đi nhé. Rồi, tiếp theo. Mỗi buổi sáng bạn đều tập thể dục à? Mỗi buổi sáng bạn đều tập thể dục à? Mỗi buổi sáng bạn đều tập thể dục à? Mỗi buổi sáng bạn đều tập thể dục à? Vâng. Vâng. Mỗi ngày tôi tập thể dục khoảng 3 tiếng để giảm cân. Mỗi ngày. Vâng. Mỗi ngày tôi tập thể dục khoảng 3 tiếng để giảm cân. À, tiếng nữa cô ghi lên bảng à. Cô đọc hết xong rồi tiếng nữa có từ nào quên hoặc là từ nào không biết cô ghi hết là bảng cho bạn một lượt luôn ha. Rồi, câu tiếp theo. Hôm nay bạn sẽ tặng món quà gì cho chồng? Hôm nay bạn sẽ tặng món quà gì cho chồng? Hôm nay bạn sẽ tặng món quà gì cho chồng?
bạn sẽ tặng món quà gì cho chồng? Bạn Kim mới trả lời. Tôi định mua đôi giày để tặng cho chồng. Tôi định mua đôi giày thể thao đi. Tôi định mua đôi giày thể thao để tặng cho chồng. Tôi định mua đôi giày thể thao để tặng cho chồng. Tôi định mua đôi giày thể thao để tặng cho chồng. Tôi định mua đôi giày thể thao để tặng cho chồng. Bao nhiêu câu rồi các bạn? Cô đọc bao nhiêu câu rồi? Cô đọc bao nhiêu câu rồi bạn? Bao nhiêu? 9 câu rồi ạ. À, các bạn làm đi ha. Rồi bây giờ có từ nào mà các bạn quên hả? Các bạn có biết? Đây, cô ghi lên bảng này. À, giảm cân. Xa rừng bé tả. San là thực là mở, san lên beta, bé là bỏ, lên bé bỏ ra mới ra đấy, thì nguyên cùng là san lên beta là giảm cân. Hoặc là mình có chế độ ăn kiêng và giảm cân nó khác nhau, giảm cân là kèm theo ăn kiêng và cả ví dụ nha. Còn khi mình nói ăn kiêng không, mình có gì đây? Thay thừa hạt à? Đó, ăn kiêng, cái này là ăn kiêng, cái này là giảm cân. Giảm cân là mình kèm theo ăn và tập thể dục luôn, là giảm cân tất bật. Hạn chế như cái này là ăn kiêng, không riêng cho ăn kiêng. Không ăn dầu mỡ, không ăn gì đó. Vâng vâng. Rồi, còn gì nữa? Bạn đi đâu đấy? Bạn kia mới trả lời. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền. Ừ, rồi, còn gì nữa hả? Hết chưa? Cái gì em? Câu 1 à? Câu 1 à, bạn nào ghi xong đọc lại hộ bạn tôi được không? À sao? À, sở thích của bạn là gì? Bạn kia mới bảo là sở thích của tôi là mua sắm. Ừ. À, thua nương chát tà hoặc là bốt tà. Thua nương chát tà là tìm tiền đấy, là tìm kiếm đấy, chát tà. Hoặc là thua nương bốt tà. Bốt tà. Đó, chát tà, bốt tà. Tiền vào thôi chứ cút ra đúng không? À, cô thì thích tiền vào xoay quốc gia thì cô cũng không thích đâu. À, không thích thùn chả tạ đâu. Dịp cung ha ta. Đợi cung tí. Chui cung. Ở đây nó có nhiều từ nha. Nếu như vào lĩnh vực ngân hàng á thì nó có những từ hoàn toàn khác, ví dụ thẻ thẻ và cái mặt ngân hàng đấy. Ở đây là mình cá nhân liên quan đến mình tìm tiền là mình đi bốc tạ hoặc là chát tạ đúng không, bản thân cá nhân mình. Nhưng khi đi đến cái cột ấy, người ta không dùng là thường đi chát tạ, bấm vào chỗ này bấm vào chỗ kia. Cái mấy câu bốc tiền nó có là chui cung là bốc tiền, yp cung là nhận tiền. Nó rất là nhiều từ liên quan đến ngân hàng. Khi mình đến ngân hàng cũng thế, mình có thùn pin ly tạ là mượn tiền đúng không, nhưng khi đến ngân hàng mình nói là tê chun ha tạ là vay tiền đó. Nó có những cái lĩnh vực khác nhau. Khi các bạn sau này các bạn có trường hợp liên quan học tiếng ưng hen, nó có rất là nhiều chủ đề trong cái chương trình này. Như cô nói chương trình này nó rộng lắm. Chủ đề ở lớp 1 mình là rất là chủ đề đi thế này, rồi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6 rất là rộng bên ngoài nữa.
Bạn có những từ liên quan đến chủ đề, từng chủ đề nữa. Ví dụ như cô đang ngân hàng đấy, mình có ịp cung là nhận tiền, chui cung rút tiền, tê chun là vay tiền, còn là gì đây, y che kề choa, y che là chuyển tiền tài khoản, chuyển tiền qua internet nhiều loại lắm. Cho nên là gì đây, khi mà mình nói rút tiền không, bản thân của mình, cá nhân mình ấy, thì mình nói là tù nương bột tạc là chát tạc, là mình đi rút tiền, mình đi rút tiền mình ra. Nhưng khi vào cái cột rút tiền hoặc là chỗ nào của ngân hàng đấy, người ta sử dụng từ hoàn toàn khác, ịp cung chùi cung tề chun hay là như thế nào đó, là gì, kề choa ì che gì vân vân, chuyển tiền di động, chuyển tiền, tính tiền cước, tính tiền phí gì đó vân vân vân, rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều từ đó. Cho nên là gì đây, khi mà mình nhận tiền đấy thì mình đã thuần lương bạc tà đó, có những từ đơn giản thôi, ai gửi tiền mình đó mình nhận rồi, bây giờ mình thấu thuần lương bồ nê tà là gì đây, là gửi tiền đúng không, có từ đơn giản mình dùng hàng ngày đó. Nhưng mà khi người ta gửi tiền, người ta gọi là xong cung ha tà, theo từng lĩnh vực mà là ngân hàng nha. Và là gì đây, những cái chỗ mà các bạn mà có gửi tiền cái trong những cái điện thoại hay là gì đó đó, gọi là xong cung đó. Còn mình thôi là thường thường mình, cái từ bình thường của mình là gì đây, bồ thường nên bô ne tà, hoặc là thường bạc tà, hoặc là biên ni tà, hoặc là chát tà, từ hoàn toàn khác, từ bình thường mình dùng những từ đó thôi. Còn như vào lĩnh vực ngân hàng này thế kia thì phải dùng khác ạ. Và như cô nói đấy, trong điện thoại của mình đã có những cái sổ ngân hàng của mình hay gì đó, hoặc cục ngân đi rút đấy, người ta không dùng một từ nó chát tà bọt tà hay là gì bô nê tài á, mà yệp cung song cung, hoặc là kề cho y che, hoặc là gì đây tề chun vân vân, thông trang hốc kinh gì đó đó, rất là nhiều từ. Thì các bạn để từ từ sau thì hiểu sao hả. Bây giờ tạm thời đấy, những cái từ thông dụng của mình đấy thì mình dùng bọc tà đi là nhận, bô tà là gửi, chắc tà là tìm tiền, kiếm tiền hoặc là rút tiền.
Cột này nó khác nha. Cột này này. Nà cái nó cột, cột là nơi này, chứ không phải là kết này của mình. Kết mình là cái việc. Hai từ khác nha. Đó. Nơi để đi ra. Mà ca nên cột dùng định ngữ. Hay là sau này các bạn học lớp 2 lớn lên sẽ bị sao qua nạ ca nên cột đấy, cái nơi để đi ra đấy. Cột này là nơi này, còn kết này là khác. Kết mình là cái việc khác. Một cái là ơ, một cái là ô. Như cô nói cái chương trình này, cô nói vì sao cô chọn chương trình này để dạy cho các bạn từ trước tới giờ mà còn rất nhiều, ví dụ như bên đây có rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình là sa he thông hát hoặc là gì đây imi sao qua và là gì cơ hôn cha hoặc là gì đó, rất là nhiều cái chương trình, nhưng mà không có chương trình nào nó rộng bằng chương trình này. Chương trình này nó học thì mình mới biết nhiều thứ. Còn những cái đấy tí rồi cũng có nhiều, nhưng mà cô đều có tìm hiểu hoặc là đôi trải nghiệm qua hết rồi. Nhưng mà nó liên quan đến những cái vấn đề như là sinh sản, bầu bí hoặc là như thế nào đó. Thì nó liên quan đến vấn đề, đến những vấn đề nhiều hơn, dành cho cô dâu nhiều hơn, dành cho những cái lĩnh vực, về cái lĩnh vực sống, đời sống sinh hoạt hàng ngày, con cái, rồi là ví dụ như liên quan đến sinh hoạt hàng ngày nhiều hơn, chứ nó không có đi rộng ở bên ngoài. Ngữ pháp cũng thế, ví dụ cũng ít, viết cũng ít, nghe cũng ít, đọc cũng ít. Chủ yếu là mình học cái đó để mình gì đây, có lẽ chủ yếu là để mình theo lớp quốc tịch, không cần phải thi thẳng. Cái thứ hai là mình biết về cái sinh hoạt hàng ngày, về về việc mà mình sống ở đây, mình làm dâu hay như thế nào đó, liên quan đến những cái đó thôi, chủ yếu là trọng tâm về những cái đó, còn những người bên ngoài thì ít. Cho nên là cô chọn cái chương trình này để cho nó rộng hơn một tí xíu nữa. Có thi theo đề tôi biết, chương trình này là tôi biết đấy, tôi biết nó rất là rộng. Các bạn vừa luyện nghe nói đọc viết rồi mà các bạn sau trước khi các bạn kết thúc cô cho các bạn một đề thi tôi biết, mấy lớp trước cô cũng cho thi hết rồi, luyện nghe nói đọc viết được hết, nhưng mà còn cả điểm thi để tôi biết cũng được luôn, theo dạng tôi biết đấy. Tôi biết là nếu như các bạn muốn đặc thù thì tôi biết không thì các bạn chỉ vào luyện đề và luyện ngữ pháp thôi, là các bạn quen đề thi đề là các bạn lên các bạn thi tôi biết được. Nhưng ở chương trình này nó theo cái dạng tôi biết, nhưng mà nó đi theo từng phần, từng chủ đề, nghe nói đọc viết tìm hiểu hết rồi sau đó là gì, các bạn đi thi tôi biết, tại vì để theo chủ đề, nếu mà học tôi biết thì nghiêng về tôi là luyện đề thôi, là vào cô cho các bạn học từ vựng và học ngữ pháp, không có luyện gì hết, học từ vựng ngữ pháp thôi. Rồi sau đó cô cho các bạn luyện đề thôi. Cho nó là luyện đề, ghi giải đề, luyện đề giải đề, luyện đề giải đề, lại luyện đề giải đề, vậy thôi, nó quen đề rồi vào thi được. Cho nên là vậy đó, từng chuyên môn của nó tốt biết, như có lớp lớp tốt biết khác, khi mà các bạn mà có học tốt biết thì lớp tốt biết thì đó, chuyên giờ luyện đề thôi, mình học ngữ pháp rồi luyện đề giải đề, luyện đề giải đề đó, thì có bao nhiêu đó. Còn cái này là gì, nó đi từng phần, mình học nó mới lâu, còn luyện tốt biết hình như có 3 tháng 4 tháng vậy là hết, là đi thi được hết cái khóa, là đi thi muốn tốt biết mấy thì đi thi tốt biết mấy. Còn cái này nếu mà học hết chương trình từ lớp 1 đến lớp 6 thì các bạn phải bỏ ra tầm, như học như thế này bỏ ra phải tầm 5 rưỡi là ít, nếu mà muốn học hết
À, năm rưỡi. Năm rưỡi học là ít đấy. Thường thường là học 3 năm đấy. Nếu mà học trong trường, còn như cô dạy như đây này, cô dạy là càng rút ngắn thì theo trường là vì vì học một ngày học một ngữ hai ngữ pháp thôi, là khi ngày xưa cô đi học đấy, một hai ngữ pháp thôi, một bài học bốn tự à, một một bài học bốn buổi đi đi học đấy thì phải thời gian nó lâu, một bài học bốn buổi ngày học ngữ pháp thôi, còn hồi lên lớp là luyện cái này luyện cái kia, thầy giáo nói là luyện ngữ pháp luyện trả bài, hoặc là lên lớp là tầm 2 tiếng là học có một một hai ngữ pháp gì thôi. Đúng rồi, mùa xuân xuân môn, mua bài gì đấy à, mùa xuân xuân môn, mùa xuân mình dùng hỏi cho danh từ đấy. Mua quà để tặng cho chồng thì à, mua quà gì cho chồng, tôi mua cái đôi giày để tặng cho chồng thì để mình gắn ở đâu, mục đích của em mua quà là để tặng trai thì cái đó à, à mình nói là gì đây à, tặng cho chồng cái gì một xu xu mưng chơi đó, đúng rồi cho gì đó, câu hỏi cô tưởng đâu cô trả lời à, một xu xu mưng gì đây chơi đó. Ừ. Mình có cho chồng thì mình có những trợ từ như hôm mình học đấy à. Ừ. Cái nào nó cũng ngữ pháp hết, có ngữ pháp mình gắn là mới câu hoàn chỉnh được. Ai cũng thế thôi, ai cũng thế. Ví dụ như là các anh viết thì là cô cho thời gian các bạn suy nghĩ, nhưng mà khi nói mình chưa phản ứng kịp. Ví dụ như bây giờ mà người ta nói mình đợi mình suy nghĩ, cái như cô nói người ta đi mất tiêu rồi, nói đại bắn xà lằn luôn, không sao cả, cái mình nghĩ giờ mình nói cái đó. Ví dụ như mình nói người ta hiểu hay không hiểu gì đó, làm sao mình à sao mình nói cái này mà người ta không hiểu, à mình nói sai chỗ nào mà nó nói lại chẳng hạn đó. Đó là luyện cái phản xạ của mình, phản xạ tự nhiên. Mình nhớ trong đầu cái gì mình cứ bắn, bắn đại lên không sao cả. Mình nói sai chứ đâu phải mình chửi, mình bới hoặc là như thế nào đó. Đôi lúc người ta cũng hiểu đó, tại mình không nói đầy đủ ngữ pháp được, nhưng mà mình gì đây cứ bắn đại làm sao ăn luôn. Cô dạy tới lớp 5, lớp 6 luôn và cả rất nhiều lớp, nhưng mà vì bây giờ thật sự dưới lớp là bây giờ tiếp theo là cô không đi tới lớp 2 được, tại vì cô đang có em bé cuối tháng này cô sinh. À cô sinh sinh là sao, năm sau tháng 3 cô mới mở lớp lại, cuối tháng này à, cuối tháng sau à, nhầm 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 cuối tháng sau cô nhầm, tháng 10 à, đáng tiếc là hỏi lớp một là còn ngưng cái khóa này, nó hơi xui một tí xíu là ngay việc cô đẻ, còn những khóa khác là các bạn học lên lớp 4, lớp 5 hoặc là bình thường học lên luôn, tại vì lớp này học lên lớp kia lớp lên lên hết mà, học lên hết mà, tại vì tới lớp 5, lớp 6 là nhưng mà bạn học sinh như thế này, bạn cũng mắc buồn cười đó. Bạn bảo cô lúc trước em học tới lớp 2, học tới lớp 3, xong với cô về Việt Nam tháng, cái em nghỉ, cái em quên, cái em học lại lớp 2. Học lại lớp 2 xong rồi cái một thời gian, bây giờ học qua lớp 2 xong đến lớp 3 cái cô có bầu, cô nghỉ. Cái bây giờ nữa chắc em phải học lại lớp 2. Học tới học lui. Bạn hay quên. Cho nên là bạn cứ học tới học lui, học tới học lui.
Tại vì cô nghĩ thời gian đây các bạn cứ học quên, nghỉ chút xíu là bạn quên, học liên tiếp thì bạn không quên nha. Mà học chút xíu là bạn quên. Cho nên là học tới học lui là không có duyên. Các bạn học cùng lứa thì các bạn đi học đến lớp 4, lớp 5 hết rồi. Còn bạn cứ không có thời gian các bạn cứ nghỉ. Nghỉ cái bắt đầu nghỉ một thời gian, đúng thời gian cô có việc, cái bắt đầu nghỉ được tháng cái quên, quên lại cái học lại. Có một tháng thôi mà bạn ấy quên, nhanh quên nghĩ sao. Thoát ra vào lại ơi, thoát ra vào lại, hàng chi có thấy mở lo mà sao có thấy không thấy nghe tiếng gì hết. Đọc câu 8 hộ lại bạn hộ cô ơi bạn. Ừ. Mỗi buổi sáng tập thể dục à, bạn kia mới bảo vâng. Mỗi buổi sáng tôi tập thể dục tầm 3 tiếng mà. Cô có 3 tiếng đấy đúng không? Khoảng 3 tiếng. À đúng rồi, mỗi ngày tôi đều tập thể dục khoảng 3 tiếng để giảm cân. Mỗi ngày tôi đều tập thể dục 3 tiếng để giảm cân. Rồi bây giờ cô gọi sữa ha. Bây giờ cô gọi hai bạn lên đọc cho cô bốn câu đầu tiên ha. Bây giờ Vàng và Thúy An đi. Thúy An và Vàng làm thêm chưa? Rồi bây giờ hai bạn đọc trước cho cô đi, xong rồi các bạn nói lên ha. Ai đọc trước cũng được, em đọc trước đi, An đọc trước. Đúng rồi, Chimika, khi mình hỏi người ta mình hay nhấn mạnh trợ từ Ika. Chimika mùa hiểu. À, chè chimi nữa. À, sở thích của tôi. Chè chimi, chè là của tôi, cái gì đó của tôi. Chè chimi nữa. Shopping hai nữa còn, đúng không? Anh dùng shopping hàng còn xe xe à. Rồi câu số 2. À chu mà re cha chu phật kê nạ sao thường xuyên đi ra ngoài không, phật kê nạ cao. Rồi à nà ca nưng khó sư si đó rồi, si đó hay rồi, không thích si đó hay rồi. Rồi còn nữa gì á, còn 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 à còn à chú ma nè nương phi con hề sơ, tại vì làm việc cả tuần rồi hay là gì đây mà hơi mệt mỏi một chút xíu cho nên là muốn ở nhà cũng muốn đi ra ngoài phi con hề sơ cho nên là gì đây chip e sơ suy suy gì đây à thích cái việc nghỉ ngơi ở nhà thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mình có suy tà là nghỉ ngơi suy đây à đúng rồi si nương con nếu muốn có gỡ rút gọn chùa a hê hê đó câu số 3. Where is awesome and à đúng rồi yêu xương ịp gì đấy ịp nhưng còn tôi không muốn bơ nha chỉ việc bỏ tà đi không chia về đuôi a ơ đó khi nào mình chia về đuôi a ơ thì nó có thể ịp bơ ịp bi gì đó ịp bơ sơ gì đó nhưng mà đây động từ chỉ việc bỏ tà đi ịp nhưng còn gì đây
À, ướp nhưng có si nha, tại vì bục phân ha ta là tính từ. Bục phân thì sao? Cho nên là gì đây? Ảnh sai rồi. Rồi tiếp theo.